She's working for me, Umbrella. You know what that means? Yeah, I do. Resident Evil 6 cuối cùng cũng đã được phát hành trên PC. Và giờ đây, đại đa số game thủ đã được chơi qua tựa game này. Thật khó tin rằng đã 17 năm kể từ ngày phiên bản đầu tiên của Resident Evil ra mắt. Kể từ đó, series này đã thay đổi rất nhiều. Vì yếu tố đặc trưng là survival horror kết hợp với phiêu lưu giải đố, đến sự nổi lên của yếu tố bắn súng hành động góc nhìn thứ ba và các trường đoạn hành động gay cấn qua phiên bản 4 hoặc 5. Các fan gạo cội từ lâu đã luôn tranh luận với nhau rằng Resident Evil có bị mất chất hay không và nó phải tiếp tục thế nào trong tương lai. Nhưng hôm nay tôi không phải là người chọn bất cứ một quan điểm nào. Tôi yêu thích mọi dòng game, miễn nó là một trải nghiệm có chiều sâu và đầu tư kỹ lưỡng. Và theo tôi, tất cả các phiên bản chính của Resident Evil đều làm được điều đó. Tất nhiên là trừ tựa game có thể nói là thảm họa Operation Raccoon City vào năm ngoái. Và bây giờ, hãy cùng đến với Resident Evil 6. Resident Evil 6 được chia làm 4 phần chơi campaign sau một level mở đầu ngắn nhưng đậm chất hành động điện ảnh mà nhân vật chính là Leon và Helena. Bạn cũng sẽ được làm quen với những cơ chế điều khiển chính trong level này. Sau đó, game sẽ cho phép bạn lựa chọn các màn chơi của Chris, Leon và Jack, Ada Wong. Mỗi campaign lại được chia làm nhiều chapter khác nhau có thời lượng từ 1 đến 2 tiếng. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ được thưởng thức từ 7 đến 8 tiếng gameplay với mỗi nhân vật. Và tổng thời lượng chơi của Resident Evil 6 có thể đạt đến con số 25 đến 30 tiếng đồng hồ. Chính vì nội dung đa dạng như vậy, chúng ta sẽ cùng đến với những cơ chế gameplay chung và sau đó là ưu nhược điểm của từng phần chơi campaign. Kể từ trước khi Resident Evil 6 được phát hành từ 2 đến 3 tháng, tựa game này đã luôn luôn nhấn mạnh đến quy mô của mình với đội ngũ phát triển lớn nhất trong lịch sử của Capcom, 600 người làm việc liên tục trong hơn 2 năm. Nhưng cho đến khi tận tay được chơi qua tựa game này, tôi vẫn thực sự bị choáng ngợp bởi những gì nó mang lại. Một cuộc khủng bố sinh học với quy mô toàn cầu, virus lây truyền ở khắp mọi nơi. Sự đa dạng trong bối cảnh đã góp một phần không nhỏ trong việc khắc họa tình hình tồi tệ của thế giới trong Resident Evil 6. Chưa bàn đến chất lượng của gameplay, nhưng sự mở rộng về quy mô này của Capcom là một bước đi đúng đắn. Bởi sau một thời gian khá dài kể từ lần xuất hiện đầu tiên của T-Virus, một sự kiện xảy ra ở thành phố biệt lập như Raccoon City là không thực sự hợp lý. Cơ chế gameplay sẽ trở nên rất quen thuộc với những người đã chơi qua phiên bản 4 và 5. Bạn vẫn điều khiển nhân vật từ góc quay camera góc nhìn người thứ ba, sử dụng vũ khí kết hợp với các đòn cận chiến để tiêu diệt zombie. Tuy nhiên, rất nhiều sự thay đổi cũng đã được thêm vào và đa phần trong số đó đều là những cải tiến có giá trị. Giống như trong Operation Raccoon City, nhân vật chính giờ đây đã có thể kết hợp di chuyển và ngắm bắn. Dù nhiều người cho rằng sự thay đổi này sẽ giảm bớt thách thức và chất kinh dị rất nhiều, bản thân tôi thì thấy nó rất cần thiết và cho phép người chơi xử lý các tình huống tốt hơn. Những pha đạn cũng sẽ tác động lên zombie một cách rõ ràng hơn. Các bộ phận trên cơ thể của chúng đều có thể bị phá hủy một cách riêng biệt giống như trong series Dead Space. Tập trung tấn công vào chân của đối phương để hạn chế khả năng di chuyển của chúng là lựa chọn tốt nhất, tiết kiệm đạn dược, đặc biệt là khi headshot không phải lúc nào cũng có thể tiêu diệt zombie ngay lập tức. Nhân vật chính giờ đây có những chuyển động linh hoạt hơn rất nhiều. Lộn ra phía trước và sau, lăn sang hai bên để tránh đòn tấn công. Tất cả được thực hiện khá dễ dàng với việc kết hợp hai nút bấm cùng một lúc. Các đòn cận chiến cũng đã được bổ sung hệ thống combo và kết hợp với các động tác khá đẹp mắt. Ngoài ra các đòn phạt công giống với Arkham City cũng xuất hiện, nhưng việc thực hiện chúng thì khó hơn rất nhiều. Rủi ro chúng mang lại là khá cao, nhưng sẽ là lựa chọn hữu hiệu khi số lượng đạn dược xuống thấp. Một bổ sung khá thú vị là khả năng quick fire. Ấn cả hai nút left và right trigger cùng một lúc sẽ khiến nhân vật tự động bắn vào kẻ địch gần nhất. Hệ thống cover đã được đầu tư kỹ lưỡng hơn các phiên bản trước, nhưng bạn sẽ mất một khoảng thời gian khá lâu để làm quen nếu đã chơi qua nhiều game bắn súng góc nhìn người thứ ba. Người đồng đội giờ đây không khiến bạn ức chế như cô nàng Sheva yếu đuối trong phần 5 nữa. Bạn không còn phải quá chú ý trong việc tiếp tế đạn dược và hồi máu. Đồng thời họ cũng sẽ tiêu diệt một số lượng kẻ địch khá lớn và trợ giúp bạn trong nhiều tình huống nguy cấp. Quick Time Event đã là một phần của Resident Evil, nhưng vai trò của chúng còn lớn hơn rất nhiều trong phiên bản thứ 6 này. Đôi khi là bấm nút đúng thời điểm, đôi khi là xoay cần analog stick nhanh nhất có thể. Dù thích hay không, bạn cũng sẽ bắt gặp chúng rất nhiều lần. Menu Inventory giờ đây được tích hợp ngay trong khi game đang diễn ra, khiến việc sử dụng chúng nhanh hơn rất nhiều và không làm gián đoạn mạch chơi. Hệ thống Skill Point cho phép bạn nâng cấp các kỹ năng cho nhân vật cuối mỗi chapter, nhưng nó chỉ thật sự có ý nghĩa trong các độ khó cao mà thôi. Chung quy lại, Resident Evil 6 có cảm giác giống như một bản nâng cấp cơ chế gameplay của phiên bản trước. Nó cho phép người chơi điều khiển và làm chủ nhân vật tốt hơn rất nhiều. Cá nhân tôi rất thích sự khác biệt này, dù phải mất từ 1 đến 2 tiếng để làm quen.
Đồ họa của Resident Evil 6 không quá ấn tượng về hiệu ứng và bù lại là mức độ chi tiết mà nhà sản xuất có thể đưa vào một khung cảnh. Tiếp tục sử dụng engine MT Framework, sự khác biệt lớn nhất mà người chơi có thể dễ dàng nhận ra là tông màu. Khung cảnh tươi sáng ở châu Phi nay đã được thay bằng gam màu tối lạnh lẽo của thành thị và không khí của các nước Đông Âu. Các level trong game tuy đa phần là tuyến tính nhưng đều có màu sắc riêng của mình, không bao giờ tạo nên cảm giác nhàm chán dù bạn sẽ bắt gặp chúng không dưới 2 lần trong 4 phần chơi campaign. Số lượng các loại zombie giờ đã được bổ sung đáng kể, nhưng lối thiết kế của chúng dường như đã đi vào lối mòn. Một phần vì tuổi tác của series này, một phần khác vì đề tài zombie đã được khai thác quá nhiều trong thời gian gần đây. Một điều đáng ngạc nhiên là với lượng nội dung lớn như vậy, Capcom có thể nhồi nhét tất cả vào một chiếc đĩa DVD trên phiên bản Xbox. Và mặt trái của điều đó là độ phân giải texture đã giảm đi đáng kể. Tuy nhiên đó không phải là một vấn đề quá lớn khi tốc độ game đã đẩy lên khá cao và bạn sẽ dành nhiều thời gian tiêu diệt zombie hơn là ngắm cảnh. Hơn nữa, với dung lượng hơn 13GB trên phiên bản PC và các tùy chỉnh cấu hình đạt mức cao nhất, nhược điểm này là hoàn toàn biến mất. Mỗi phần chơi campaign hé lộ một phần bức tranh tổng thể của Resident Evil 6 và bạn sẽ chỉ nắm được toàn bộ cốt truyện sau khi hoàn thành chúng. Sau đây, tôi sẽ tóm tắt sơ bộ từng màn chơi một. Đừng lo, sẽ không có bất cứ spoiler nào ở đây cả. Hãy cùng bắt đầu với Leon. Anh ta sẽ cùng với Helena bắn hạ Tổng thống Mỹ vừa mới hóa thành zombie. Một nhóm khủng bố mới tấn công vào thành phố Tall Oaks bằng vũ khí sinh học và một phiên bản khác của Raccoon City lại hiện ra. Phần chơi chiến dịch của Leon là thích hợp nhất cho các fan lâu năm của Resident Evil với môi trường u tối, những pha tấn công bất ngờ của zombie và đạn dược khan hiếm. Tiếp theo là Chris Redfield. Không còn phong độ như Leon mà anh lại đang ngập trong men rượu, tự trách bản thân mình vì cái chết của đồng đội. Tuy nhiên, cả thế giới đang cần anh trước nguy cơ khủng bố và một lần nữa, Chris tham gia PSAA để chặn đứng âm mưu này. Tưởng chừng như yếu tố hành động là không thể nào cao hơn nữa trong phần 5, thật khó tin là nó lại tiếp tục nâng lên một tầm cao mới trong phần 6. Tất cả chỉ xoay quanh việc sử dụng cover, bắn, chạy, giải khí qua tin và tiếp tục khai hỏa. Không hề có một chút không khí kinh dị nào ở đây cả. Nếu như phần chơi của Chris có thể nói là con lai của Resident Evil và Gears of War, phần chơi của Jake lại hoàn toàn là bản sao của một Uncharted, Tomb Raider hay bất cứ tựa game phiêu lưu hành động nào khác. Cơ chế điều khiển vẫn được giữ nguyên, nhưng game giờ đây tập trung nhiều hơn vào các đòn cận chiến, platforming, điều khiển phương tiện và các trường đoạn hành động cinematic. Mỗi phần chơi có cảm giác như một tựa game hoàn toàn khác nhau. Cá nhân tôi yêu thích tất cả các thể loại, dù là kinh dị, bắn súng góc nhìn người thứ ba hay phiêu lưu hành động, nhưng trải nghiệm cả ba liên tiếp nhau cũng tạo ra đôi chút khó khăn. Và chắc chắn, cá nhân tôi và game thủ nói chung đều có những cảm giác khác nhau về chúng. Resident Evil 6 có một nội dung cực kỳ phong phú để dành cho người chơi, nhưng đi kèm với đó là không ít bất cập. Việc đầu tư quá nhiều vào sự đa dạng trong bối cảnh và phong cách gameplay khiến cho cử động nhân vật có phần thô cứng. Zombie có thể thoát ẩn thoát hiện không ổn định, đi xuyên qua vật thể vân vân. FOV hay Field of View mặc định có thể gây nên khó khăn cho một số người chơi với góc nhìn khá hẹp. Điều đó sẽ khiến việc xoay sở trong những không gian như thế này là khá khó khăn. Để giải quyết tình trạng này, bản patch trên console và phiên bản PC đã cho phép game thủ điều chỉnh thông số FOV này. Nếu bạn muốn góc quay camera trở lại như phiên bản lần trước, hãy đặt thông số này ở mức 15. Hệ thống thuốc hồi máu mới là dễ dàng điều chỉnh, nhưng tôi thấy việc phải tự mình cho herb vào từng viên thuốc một là một động tác không cần thiết. Điều cuối cùng mà tôi muốn đề cập tới là Quick Time Event. Tôi chưa từng có vấn đề với chúng trong bất cứ tựa game nào, nhưng tần suất khá lớn trong Resident Evil 6 có thể làm cho bạn khó chịu. Chúng có thể đến bất cứ lúc nào, kể cả trong chiến đấu lẫn các trường đoạn cinematic. Thế nên, tốt hơn hết là bạn nên thích ứng dần nếu không muốn mình phải ức chế trong suốt 25 tiếng gameplay sắp tới. Resident Evil một lần nữa đã trở lại và có thể bạn sẽ thấy đây là một trải nghiệm cực kỳ đa dạng và hấp dẫn giống như tôi. Ba campaign chính cùng với phần chơi Ada Wong tập trung vào các yếu tố giải đố, Mercenary Mode, Agent Anna Online, 4 cấp độ khó, các emblem giải rác trong level tiết lộ thêm tình tiết cốt truyện, chế độ online và split screen co-op. Quả thật là rất nhiều giá trị gói gọn trong một trải nghiệm như thế này. Tất nhiên, sẽ có rất nhiều tranh cãi xung quanh việc Resident Evil có đang đi chệch hướng và mất đi chất kinh dị vốn có của nó. Phiên bản thứ 6 này vẫn xứng đáng được tôn trọng bởi nỗ lực thỏa mãn tất cả các gamer. Đừng vì bất cứ ý kiến của cá nhân nào ảnh hưởng tới quyết định thử qua tựa game này của bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. But she had fled.